Trong nguyên cái phần hóa học lô tiếp này thì mình sẽ nói về định nghĩa vai trò và phân loại của lô tiếp là như thế nào, cấu tạo tính chất chung của từng loại đấy, cũng như là mình cần nắm được năm liên kết góp phần tạo nên bốn bậc cấu trúc của một phân tử protein. Thì nghe qua cái này thấy có gì mới không ạ? Toàn là gì thôi ạ? Quen không? Lúc nào quen đúng không? Học ở đâu rồi? Học ở môn hóa mình có học không? Đúng không nhất? Không ạ. Còn nếu mà môn hóa mà ai đỡ quên rồi thì sao? Hồi hồi bé là mình có học rồi luôn ấy. Cái trình của lớp 11 ạ. Rồi bây giờ nhưng mà ở đây mình phải nhắc lại những cái gì ấy mà nó là kiến thức chung nhất và ứng dụng nó để mình đi làm một số các cái xét nghiệm chẳng hạn, đúng không? Thì mình sẽ nhắc tới nhiều hơn một chút tất cả những cái gì đó có liên quan đến sự tổng hợp trong cơ thể mình nha. Còn đâu toàn là kiến thức cũ thôi cho nên mình sẽ tự đọc cũng rất dễ hiểu. Rồi về định nghĩa thì protein nó là một phân tử hữu cơ mà không cần nói gì hết mình cũng biết bốn nguyên tố nào chiếm nhiều nhất trong đấy. Đúng rồi, mình đã học buổi đầu rồi đúng chưa? Và khi nói đến protein nghĩa là người ta muốn nói đến ba loại chất. Bé nhất sẽ là acid amin, lớn hơn một chút là và lớn nhất trong gia đình sẽ là protein đúng chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cấu trúc của acid amin. Khi nói đến đoạn này, ngay lập tức mình nghĩ trong công thức cấu tạo của nó sẽ có ít nhất là một nhóm chất gì? Amin và một nhóm chất carbonin, đúng không? Thế trong tự nhiên có nhiều acid amin không? Là cỡ bao nhiêu? Bạn nào đọc bài rồi sẽ biết khoảng 300, đúng không? Tuy nhiên trong cơ thể mình có đủ từng đấy không? Chỉ có khoảng. Và thật sự 20 bạn đấy chỉ khác nhau ở đâu ạ? Lớp R, đúng chưa? Và người ta sẽ dựa vào tính phân cực hoặc không phân cực của gốc R để phân loại acid amin nha. Và trong bài của mình cũng sẽ cho giới thiệu với em là cấu tạo hóa học của 20 acid amin. Thì cái bạn nhỏ mà mình thường xuyên gặp hoặc là đến chuyển hóa mình có gặp lại thì bây giờ mình phải nhớ qua nha. Ví dụ bạn đầu tiên nhìn vào đây mình có thể xác định được gốc R của nó là gì ạ? Là gì? Hydro, đúng không? Thì đây là acid amin glycine. Và câu hỏi đặt ra, carbon alpha của acid amin này có bức đối xứng hoàn toàn không? Đó không ạ? Carbon alpha là carbon nào? Carbon được gắn trực tiếp với nhóm carboxin, đúng không? Rồi, như vậy ở đây có bức đối xứng hoàn toàn không? Không. Bạn ấy mang 20 mol đúng không? Cho nên glycine là acid amin duy nhất không có đồng phân quang học. Đồng phân quang học là kiểu nhìn nhau qua gương mít. Bạn này có tính đối xứng cho nên là không có đồng phân quang học. Glycine này cũng là một trong hai nguyên liệu cơ bản được cấu tạo nên phân tử hemoglobin. Cho nên những bài chuyển hóa hemoglobin mình sẽ gặp lại. Rồi nếu kiếm hai góc R bằng metin thì tôi sẽ có acid amin là gì ạ? Alanin, đúng chưa? Và tương tự như vậy những cái acid amin khác thì mình thấy đây là góc R có chứa hydroxin và đây là cấu trúc của tyrosin. Tyrosin sẽ tham gia vào cấu tạo ai? T3, T4 cộng môi tuyến giáp, đúng chưa? Cytidine thay vì chỗ này hồi nãy là metin thì mình sẽ có alanin, nhưng mà bây giờ một hydro được thay thế bởi nhóm SH thì phân tử này sẽ là cytidine. Và nếu như tôi có một phân tử cytidine nữa
mà phản ứng hóa học diễn ra tại hai góc R thì liên kết với được hình thành, mình gọi là liên kết gì? Disulfo, hay còn gọi là disulfit. Thì lý hồi nữa mình sẽ thấy liên kết ấy trong cấu trúc của hormone môn insulin. Góc R có chứa axit và dạng amid của nó, thì mình thường nó sẽ đi theo từng cặp như thế. Và cái cặp mà mình cần quan tâm đó là axit glutamic và glutamine. Và đến bài chuyển hóa của axit amin thì mình đã thấy được glutamine chính là dạng vận chuyển của NH3 trong máu. Và bởi vì với dạng này thì NH3 không có gây độc cho tế bào. Rồi một axit amin nữa đó là adenine. Adenine mà ở cơ thì sẽ được biến thành creatine phosphate. Và một chút gì có mang liên kết phosphate mình xem nó như là gì ạ? Nó đang giữ liên kết phosphate. Mình xem nó như là gì? Đang giữ cái gì ở đấy? Năng lượng, đúng chưa? Creatine phosphate người ta còn gọi là kho dự trữ năng lượng thứ hai của cơ. Còn kho thứ nhất là ai ạ? Là một bài chuyển hóa năng lượng sẽ theo chỗ đó nha. Rồi một bài nữa là histidine. Thì khi đề đạt oxy nó thì sản phẩm thu được sẽ là histamine. Thế cơ thể mình sẽ tăng tổng hợp histamine khi nào? Khi có phản ứng dị ứng, khi tiếp xúc với dị nguyên, đúng chưa? Còn vai trò sinh học của histamine thì mình sẽ được học rất kỹ trong các cái đáp ứng miễn dịch của phần sinh lý bệnh. Rồi ngoài ra trong cơ thể của mình cũng còn số axit amin khác nữa đóng vai trò cũng rất là quan trọng nha. Đó là về cấu tạo, giờ mình sang tính tích điện của axit amin. Thế nên hỏi nè, trong cấu tạo của axit amin sẽ phải gồm một chất gì ạ? Chất COH và NH2, đúng không? Nhưng mà trong dịch cơ thể thì nó sẽ không có cái dạng cấu trúc như này đâu, mà một hydro của nhóm carboxy sẽ chạy sang gắn với nitơ của nhóm amin. Cho nên phân tử axit amin lúc đấy sẽ có một đầu là COO trừ, còn đầu còn lại là NH3 cộng. Và cái dạng đấy mình gọi là dạng gì ạ? Ion lượng cực, đúng không? Và đối với axit amin cũng có một điểm đặc biệt nữa là khi mà tan nó hay là cho nó vào một cái dung dịch có pH khác hơn pH của nó thì nó sẽ trở nên tích điện khác nhau. Ví dụ nếu các em cho nó vào một dung dịch có pH kiềm hơn nó thì lúc bấy giờ nó sẽ đóng vai trò như là một axit, mà axit là cho hay nhận hết cộng. Cho đi thì nó sẽ trở nên tích điện gì? Tích điện âm, gọi là dạng anion. Và lúc đấy nếu có dòng điện một chiều đi qua, nó sẽ di chuyển về từng nào ạ? Vô, đúng không? Nhưng mà cũng là axit amin đấy, nhưng tôi cho nó vào một dung dịch có pH axit hơn thì nó sẽ trở nên tích điện dương và sẽ di chuyển về cực. Còn nếu trong môi trường khá trung tính so với nó thì nó sẽ ở cả ba dạng, nhưng mà dạng ion lưỡng cực sẽ là nhiều nhất, chỉ môn thể nha. Và chính vì cái khả năng tích điện khác nhau trong những môi trường pH khác nhau cho nên mình có khái niệm pH đẳng điện của axit amin. Được ký hiệu là pH gì ạ? pH y, đúng không? Thế bạn nào mà đã học bài rồi thì có thể nêu lên được định nghĩa của pH y một cách ngắn gọn nhất. Đưa lên cho cả lớp mình nghe ngắn gọn nhất có thể thôi để mình dễ nhớ. Đó, em đi
lớn lên ha. Cho nên tổng điểm kích thước nó sẽ là không, đúng không? Là một chất không có tích điểm gì hết, thì do dòng điện đi qua nó có di chuyển không? Đúng rồi, nghe, mình không nghe. Thì đó chính là khái niệm B H cảm điện. Và mỗi axit amin sẽ có một B H cảm điện khác nhau hết. Và chính vì vậy cho nên ứng dụng cái tính chất đó người ta làm được cái chuyện là gì ạ? Điện di axit amin. Mà trong bài mình có một cái ví dụ ấy. Ví dụ là các em sẽ có hỗn hợp M chứa 4 loại axit amin trong đấy. Và khi mà tôi cho hỗn hợp M này vào một dung dịch có pH bằng 3,9, đảm bảo pH này khác pH y của 4 khối đó. Như vậy chuyện gì xảy ra? Mỗi axit amin trong đó sẽ như thế nào? Tích điện âm hoặc điện dương như thế nào? Có giống nhau không? Không, đúng không? Khác nhau. Chính vì vậy khi mà tôi cho dòng điện một chiều đi qua thì mỗi bạn sẽ như thế nào? Di chuyển về những trục âm hoặc trục dương với những khoảng cách khác nhau, đúng không? Thì nó khác nhau là sau khi điện di xong thì tôi sẽ thu được 4 axit amin này sẽ nằm ở 4 vị trí khác nhau trên cái tờ điện điện di. Thì như vậy thì cái động tác đó người ta gọi là làm gì đó? Phân tích axit amin cho hỗn hợp nhiều axit amin. Rồi lớn hơn axit amin là nếu như peptide này được cấu tạo từ 2 axit amin thì mình gọi là dipeptide axit amin hơn 10 polypeptide. Nhưng mà nếu như peptide đấy đã được xác định về cấu trúc thứ tự axit amin chẳng hạn, được xác định về vai trò, thì lúc đấy nó sẽ có tên riêng khác nhau nữa, mà tí họ đổ qua phần các peptide có hoạt tính sinh học, mình sẽ làm quen với những bạn đấy. Rồi lớn nhất trong đây sẽ là ai? Protein được cấu tạo từ nhiều hay ít axit amin? Nhiều cỡ nhiều, hàng trăm cho đến hàng nghìn axit amin có thể được kết hợp từ một chuỗi hoặc là nhiều chuỗi polypeptide. Và về phân loại protein thì có đến tận 5 kiểu. Kiểu thứ nhất dựa vào tính hòa tan nha. Thì mình có albumin là một loại protein vận chuyển các chất ở trong máu. Và albumin này là một chất sẽ tan được ở đâu ạ? Trong nước và cả trong dung dịch muối. Còn globulin thì tan được ở đâu? Trong nước ít thôi nhưng mà tan tốt trong dung dịch muối. Đúng chưa? Tương tự như vậy cho những cái protein khác nha. Kiểu thứ hai dựa vào hình dạng sẽ chia làm mấy nhóm. Đó là hình thế dựa vào cái gì để quyết định hình cầu hay là hình sợi? Dựa vào gì ạ? Đúng rồi, tỷ lệ chiều dài chia chiều rộng của phân tử protein đấy khi quan sát được. Nếu mà tỷ lệ này bé hơn 10 thì nó sẽ nằm trong nhóm. Còn lại lớn hơn 10 thì là hình sợi. Và cũng có một điều may mắn mình cũng dễ nhớ, đó là những cái protein mà tham gia vào cấu trúc của các sợi myosin sợi cơ ấy, hoặc là keratin thì sẽ nằm trong nhóm hình sợi. Còn lại hầu hết các protein vận chuyển hoặc là các enzyme thì sẽ nằm trong nhóm hình cầu. Dựa vào chức năng thì mình có collagen là protein tham gia vào ai? Tham gia vào chuyện gì ạ? Cấu trúc của tế bào, đúng không? Tạo cho
tế bào được một cái tính chất gì? À, đàn hồi, trơn, mướt, đúng không? Rồi hemoglobin là protein vận chuyển ai? Oxy và CO2. Yeah. Lipoprotein là protein vận chuyển ai? Đúng rồi, lipid, đúng không? Gắn vào những thành phần lipid khác nhau. Kiểu thứ tư, kiểu phân loại này dựa trên tính chất vật lý thì hiện tại trong tài liệu của mình đã được cập nhật chưa ạ? Mình thấy chưa, nhưng mà nó lại được sử dụng rất nhiều nha. Cho nên mình sẽ nghe qua để mình biết sau này mình có thấy lại mình cũng biết. Thứ nhất là dựa vào tính tích điện nha. Bây giờ mai mốt đó, trong phần thực tập các em sẽ có cái phần gọi là định lượng protein toàn phần trong tiết tu. Thấy người ta bảo là protein toàn phần nghĩa là trong đó sẽ gì ạ? Gồm gì? Protein toàn phần nghĩa là trong đó sẽ bao gồm nhiều thành phần, đúng không? Thì thường là sẽ bao gồm albumin và bốn loại khác nhau của albumin như thế này. Yeah. Thì nhưng mà ví dụ như ở những bệnh nhân bị viêm gan mãn tính, viêm gan mãn thì chức năng tổng hợp albumin sẽ giảm đi, do đó thành phần albumin sẽ bị giảm và song song đó thì albumin sẽ tăng. Yeah. Như vậy nếu mình định lượng protein toàn phần thì có thấy thay đổi không ạ? Nếu ở giai đoạn đầu như thế thì sao? À, một cái giảm một chút, một cái tăng một chút thì mình sẽ không thấy khác biệt, đúng không? Nhưng mà bằng sự tích điện khác nhau của từng loại albumin và bốn loại albumin thì mình làm được kỹ thuật gì? Điện di protein, đúng không? Và khi đó mình sẽ biết được bạn nào tăng, bạn nào giảm, đúng không ạ? Được, đúng không? Thì lúc đó nó sẽ có ý nghĩa cụ thể hơn trên cái bệnh lý đấy. Rồi một cái thứ hai nữa là dựa vào tỷ trọng. Thì bốn cái bạn này mình nhìn kỹ hơn một chút, nó là gì đó? Nó là những cái dạng gì ở trong máu? Nó là những protein vận chuyển các dạng lipid khác nhau trong máu, đúng không? Bây giờ giả sử như câu hỏi đặt ra, lipid toàn phần trong máu người này có bị tăng hay không, đúng không? Như vậy thì người ta chỉ cần làm một cái xét nghiệm thôi là định lượng lipid toàn phần nha. Nếu thấy tăng cao hơn giá trị bình thường thì rõ là tăng. Tuy nhiên khi mà người ta biết được chức năng của từng loại protein vận chuyển lipid này thì lại vai trò khác nhau hết đấy. Thế cho nên là người ta cần phải xét nghiệm từng thành phần. Ví dụ NDL là viết tắt của gì đấy? Low density lipoprotein, đúng không? Thì bạn này vai trò của nó làm gì? Nó là protein vận chuyển lipid từ trong các mô ra lòng mạch. Hay nói cách khác, nếu mình xét nghiệm trên bệnh nhân bạn này tăng cao thì sẽ làm huy động lipid vào trong lòng mạch nhiều. Điều đó làm cho bệnh nhân của mình bị gì ạ? Tăng nguy cơ hình thành mảng xơ vữa, đúng không? Còn đâu các bạn này cũng là protein vận chuyển lipid, đó là gì ạ? À, xét về tỷ trọng thì nó là 2 density lipoprotein. Và xét về vai trò thì nó sẽ vận chuyển lipid từ trong lòng mạch về gan để được chuyển hóa tiếp theo. Cho nên nếu HDL là tăng thì sao ạ? Thì cái việc mà chở lipid ra khỏi lòng mạch sẽ thuận lợi hơn, đúng không? Sẽ làm giảm nguy cơ hình thành mảng xơ vữa cho bệnh nhân, đúng không? Do đó vai trò khác nhau như vậy. Cho nên nếu mình chỉ làm động tác là lipid toàn phần không tăng thì có ổn không ạ? Chưa biết như thế nào, đúng không? Cho nên là trong phần thực tập của mình thì các em cũng sẽ có đi định lượng từng thành phần này nha, để biết và nhận định các bạn. Phân loại cuối cùng thì là protein sẽ bao gồm gì ạ? Dựa vào bản chất hóa học thuần và tạp. Thuần ở đây nghĩa là gì? Chỉ bao gồm ăn
đây là mình đồng bào, nghĩa là ngoài một cái chuỗi polylactic đấy sẽ có thêm một cái khác, ví dụ như là nucleoprotein là gì, protein và acid nucleic đúng không, rồi thrombopotein là protein và một nhóm ngoại cấu chất màu đúng không, ví dụ như mai mốt mình học cấu trúc của hemoglobin mình sẽ thấy cái thrombo đấy. Dạ. Methylprotein và một cái kim loại nào đấy. Dạ. Thế bây giờ trước khi mà mình sang các cái liên kết trong protein, các em cho hỏi các liên kết trong peptide là gì? Những axit amin sẽ được nối với nhau bằng liên kết gì? Liên kết peptide đúng không? Hoặc nhiều hơn một chút nữa, trong peptide sẽ có những liên kết giữa các gốc lumen ở gốc R, isopor. Sau đó là chỉ có hai liên kết thôi, đúng chưa? Nhưng ở protein có đến tận mấy dạng liên kết, mấy cái hạt cầu này và mấy dạng đó, năm dạng đúng chưa? Đầu tiên cũng vẫn là gì? À, kế đến là, rồi kế đến nữa sẽ là những liên kết hydro giúp cho nó sẵn lại nha. Rồi hoặc là các liên kết iso, một liên kết thứ năm không hình thành được liên kết hóa học như bốn loại phía trên, nhưng mà giữa các lớp R không phân cực nó sẽ có với nhau một lực hút hoặc lực đẩy, và chính cái lực đấy sẽ góp phần tạo nên hình dạng của phân tử protein. Yeah. Cho nên người ta cũng đưa nó vào một trong năm dạng liên kết. Và từ năm dạng đấy cho protein mấy phần cấu trúc từ thấp đến cao. À, thứ nhất bậc một liên kết gì giữ vai trò quan trọng trong đây? Peptide. Rồi kế đến bậc hai nghĩa là có sự gì ạ? À, sáng lại nhờ có liên kết hydro cấu trúc bậc ba ngoài cái chuyện sáng rộng khung đúng không, thì nhờ liên kết gì ạ? À, isopor, ion vân vân, các cái liên kết các lực tương tác rất là nhiều. Rồi cái này là bậc mấy? Bậc bốn. Và đây là phân tử protein được kết hợp từ mấy chuỗi polypeptide. À, và cụ thể trên bảng mình là đây, phân tử gì đây? Hai chuỗi alpha và hai chuỗi beta kết hợp lại với nhau, phân tử hemoglobin đúng không? Rồi một lần nữa mình nhìn lại bốn bậc cấu trúc, đây là bậc mấy ạ? Thứ tự axit amin, đây là bậc bậc hai có sự sắn đúng chưa? Và thường khi mà nghe nói đến sắn ấy, thì các em nghĩ nhiều là theo kiểu alpha helix là kiểu của DNA, nhưng mà đối với protein nó còn một kiểu nữa là lá gấp beta như là gấp quả tết. Rồi đây là bậc mấy ạ? Bậc ba. Còn đây là nhiều màu. Đó là về cấu trúc của protein nha. Mọi người có thắc mắc gì cho phòng đấy mà? Có quen không? Ở toàn bộ quen hết luôn á. Thôi giờ mình tăng đáp lên xíu ha. Mình sang tính trước. Thì đầu tiên cái nhóm axit amin thì cũng giống như là nguyên gia đình protein thôi, nó là chất dễ tan trong nước và các dung môi hữu cơ phân cực. Tính chất thì ngược lại với ai? Ngược lại với ai? Lipid. Yeah. Và các axit amin thì sẽ có hai nhóm, một nhóm có vị ngọt kiểu của đường, một nhóm có vị ngọt kiểu của đạm. Thế cho nên ứng dụng cái tính chất đấy, người ta tạo ra được natri glutamate. Nó là thành phần chính của ai ấy? Bột ngọt, nhớ. Còn đối với bệnh nhân mình, có rất là nhiều bệnh nhân, ví dụ như bị khiếm khuyết một đoạn lòng ống tiêu hóa chẳng hạn, không thể
thì lúc đấy mình phải làm gì ạ? À, truyền trực tiếp axit amin vào trong động mạch. Cho nên khi men đi bệnh viện, mình thấy sẽ có rất là nhiều loại dịch truyền, nhưng mà trong đấy sẽ có những cái loại mà có chứa vẫn còn nhiều axit amin để cung cấp đạm cho bệnh nhân. Rồi về tính chất hóa học của một chất sẽ thể hiện thông qua đâu? Thông qua đâu? Tính chất hóa học sẽ thể hiện thông qua? Đúng rồi, các nhóm chất mà nó mang, đúng không? Cái axit amin có chất gì? Axit nè, có chất carbonin và chất gì? Nhóm amin và gốc R. Thế cho nên tính chất hóa học sẽ thể hiện thông qua những nơi đây. Thì cái phản ứng đầu tiên là một phản ứng đặc trưng nhất cho cả gia đình protein luôn, đó là phản ứng protein. Phản ứng protein cho được phản ứng với nitrogen. Thì mình sẽ nhìn xem là tại sao mà nó đại diện luôn cho cả nhóm protein. Ví dụ tất cả protein đều có hai nhóm chất mình vừa nói, và nhờ hai nhóm chất này nó sẽ khử phân tử nitrogen, mất đi một oxy. Nitrogen bị mất đi một oxy đó sẽ kết hợp với một nitrogen bình thường thứ hai để tạo cho mình một phức chất có màu xanh tím. Thế bây giờ mấy em thấy là một cái phản ứng mà sau phản ứng mình được một cái dung dịch màu, và dung dịch này nó đại diện cho nguyên nhóm luôn, thì ý nghĩa phản ứng đó dùng để làm gì? Nhận biết protein, đúng không? À, đó là ý nghĩa lớn nhất của phản ứng nitrogen. Ngoài ra ứng dụng nó để làm gì ạ? Làm gì? À, định di nha. Thì cái ví dụ của mấy em hồi nãy á, là sau khi mình cho hỗn hợp M chạy điện chi xong, thì về mặt lý thuyết mình biết là bốn axit amin này sẽ được tách nhau ra, đúng không ạ? Nhưng mà có biết nó nằm ở đâu trên các kết quả điện chi không? Có nhìn thấy được không? Thế làm thế nào để nhìn thấy được là axit amin đang nằm ở đâu? Là gì ạ? Đúng rồi, phủ nitrogen lên cho xảy ra phản ứng này, chỗ nào xuất hiện màu thì chỗ đấy sẽ là axit amin, đúng chưa? Đó là ứng dụng để định tính. Ngoài ra, nếu như tôi muốn định lượng thì tôi sẽ cắt cái chỗ bắt màu xanh tím đó đi thôi màu, sẽ được một dung dịch màu, và đo mật độ quang của dung dịch màu đó thì tôi sẽ biết được nồng độ axit amin là bao nhiêu, đúng không? Thì đó là ứng dụng thứ hai để định lượng, và được lượng một nồng độ cực kỳ ít, chỉ khoảng 1 microgram. Thế giờ cho hỏi là cái chuyện mà từ cái tổng độ màu của dung dịch để biết được nồng độ của nó là bao nhiêu ấy, mình được học chưa? Học chưa? Mình đang làm cái máy đây nhỉ? Mình học kỳ 4 không? Học kỳ 4. Môn lý sinh học rồi, học kỳ 2 không? Có học chưa? Có làm chưa? Có chứ. Có chứ. Đi làm gì? Đi định lượng dung dịch gì mà không có màu của nó? À, xác định nồng độ của xanh lên đi lên, đúng không? Ờ, học rồi đó, thi rồi luôn rồi đó. Hỏi lại kiểu như là mới học bài. Ở đặt một câu hỏi xong nhìn xuống, tất cả các em kiểu ơn gì hết. Kinh nghiệm của trường mình là vậy. Cả đi qua đây. Rồi một phản ứng kế tiếp. Trở lại nè. Phản ứng này sẽ diễn ra. Đây là phân tử gì đây ạ? À? Gì? Cấu trúc của một axit amin, bạn này là một axit amin thứ hai, đúng không? Thế phản ứng này nó diễn ra bằng cách nó lấy đi oxy của nhóm carboxy và hydro của nhóm amin,
lại đi một trong cửa nước, liên kết với đường thần thành sẽ nối giữa CO và NH. Thế liên kết này là liên kết gì vậy? Liên kết peptide, đúng chưa? Đó là định nghĩa của liên kết peptide trong bài nghiên cũng có đó nha. Và nếu như tôi có thêm một phân tử axit amin phía sau này nữa thì cái chuỗi này sẽ được kéo dài hơn. Ngoài hai cái phản ứng mà mình vừa nói thì rất nhiều phản ứng khác, ví dụ như sensor, ví dụ như F2 đại diện cho các nhóm amin, hoặc là rất nhiều gốc R nha, thì sẽ cho những cái phản ứng đặc trưng khác nhau cho những cái màu khác nhau. Thật ra nếu như mình học xong rồi mình chỉ đi khám bệnh trong bệnh viện đi, mình sẽ không làm với cái này đâu nha. Nhưng mà nếu như mình bị ở lại những cái trường mà có những cái phòng nghiên cứu chuyên sâu thì lúc đó mình phải phát hiện ra một cái hỗn hợp gì đó có nhiều acetylamine, lúc đấy mình xác định xem trong đấy có acetylamine không, thì muốn biết có acetylamine không thì mình sẽ phải áp dụng cái phản ứng Sayatoshi coi nó có màu đỏ hay không. Đúng không? Có nghĩa là cách để mình biết tiếp cận với các phương pháp đó. Còn đâu tài liệu thì nó đầy ra, chỉ cần mình biết cách tìm mà được. Rồi một phản ứng kế tiếp nữa. Phản ứng này chỉ xảy ra ở những chất có từ hai liên kết peptide liền kề nhau trở lên, người ta gọi là phản ứng Pinkore. Thế bây giờ mình nhìn xem phản ứng này diễn ra như thế nào nhé. Rồi mình có phân tử mà có hai liên kết CONH liền kề nhau như thế này, vòng lại hai liên kết này sẽ hình thành một phức chất với đồng hai cộng trong môi trường. Sau phản ứng mình sẽ thu được một dung dịch có màu màu tím hồng. Và nếu mà một số tài liệu cũ còn ghi là màu xanh tím thì em cũng có lại dùng là màu tím hồng. Thấy chỗ đó không ạ? Thấy cái phút chút trong dung dịch phản ứng không? Trên mấy? Còn lẻ là màu xanh tím thì sửa lại là màu tím hồng. Còn bạn nào mà sắp đã tím hồng sẵn rồi thì thôi. Rồi, phản ứng này ý nghĩa là gì? Ý nghĩa đây là gì ạ? Để xác nhận trong cấu trúc nó có ai liên kết tiếp. Thế câu hỏi đặt ra, acetamin có cho